Hợp đồng mua bán đất bằng giấy viết tay được coi là vô hiệu theo quy định tại điều 129 Bộ luật dân sự năm 2015. Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức, giao dịch dân sự vi phạm quy định điều kiện có hiệu lực về hình thức thì vô hiệu trừ trường hợp sau đây. Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2 phần 3 nghĩa vụ trong giao dịch thì yêu cầu của một bên hoặc các bên tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất 2 phần 3 nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó trong trường hợp này các bên không phải thực hiện việc công chứng chứng thực như vậy nếu giao dịch mua bán đất được ký kết trên giấy tờ viết tay có công chứng chứng thực hay không thì cũng sẽ được công nhận nếu thuộc một trong hai trường hợp trên các trường hợp về giao dịch mua bán nhà đất còn khá nhiều bất cập nếu xuất phát lỗi từ các bên tham gia những lỗi này có thể gây ra những thiệt hại hay những ảnh hưởng không hề nhỏ đến kết quả mà các bên mong muốn việc giao dịch mua bán đất đai chỉ xác lập bằng giấy tờ viết tay là rất thiếu thận trọng, hậu quả của việc giao dịch đó là có thể dẫn đến những thiệt hại. Việc xử lý hậu quả của những giao dịch này cũng rất phức tạp, nếu hai bên mua bán không thể thỏa thuận và đưa những thỏa thuận chung hợp lý được với nhau thì phải đưa vụ việc ra tòa án giải quyết. Do vậy Trước khi tham gia các giao dịch này thì các bên nên tìm hiểu trước các thông tin quy định pháp luật cụ thể liên quan đến giao dịch để có thể xác lập những giao dịch đúng theo quy định của pháp luật, có thể dựa vào những giấy tờ được các bên tạo ra có giá trị pháp lý để giải quyết các vấn đề này hay những sự kiện phát sinh khi xác lập giao dịch. Trong một số trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay không có công chứng chứng thực vẫn được pháp luật công nhận. Khoản 3 điều 27 Luật Đất đai 2024 quy định việc công chứng chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau: quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Việc công chứng chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau: a. Trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp góp vốn bằng quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này b hợp đồng cho thuê cho thuê lại quyền sử dụng đất quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, hợp đồng chuyển nhượng góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên. C, văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự d việc công chứng chứng thực thực hiện theo quy định của pháp luật về công chứng chứng thực như vậy quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi muốn thực hiện các giao dịch như chuyển nhượng tặng cho thế chấp góp vốn thì phải được công chứng hoặc chứng thực tuy nhiên không phải mọi trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy viết tay không có công chứng chứng thực thì đều bị vô hiệu theo khoản 1 điều 42, nghị định 101/2024 có quy định về các trường hợp sử dụng đất sau đây do nhận chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật nhưng có chữ ký của các bên liên quan mà chưa được cấp giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 điều 42 nghị định 101/2024 thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định của Luật Đất đai 2024 và quy định tại Nghị định 101 2024 mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, ngoại trừ trường hợp giấy tờ về việc thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 28 Nghị định 101 2024. Sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 137 Luật Đất đai 2024. Sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 137 Luật Đất đai 2024. Sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất của người nhận thừa kế quyền sử dụng đất quy định tại khoản 4 điều 45 Luật Đất đai 2024. Như vậy, có 3 trường hợp như đã nêu ở trên khi thực hiện việc mua bán đất bằng giấy viết tay được công nhận mà không cần phải có hợp đồng công chứng chứng thực. Ngoài 3 trường hợp này, các giao dịch chuyển nhượng, tặng cho cần phải được công chứng chứng thực để đảm bảo giao dịch đúng pháp luật không bị vô hiệu. Trường hợp nào không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Khoản 8 điều 45 Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể như sau: Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Các trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất quy định như sau: A. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt b cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ rừng đặc dụng thì không được nhận chuyển nhượng nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng đó c tổ chức cá nhân cộng đồng dân cư tổ chức tôn giáo tổ chức tôn giáo trực thuộc người gốc việt nam định cư ở nước ngoài tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng nhận tặng cho quyền sử dụng đất như vậy, có 3 trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bao gồm: tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của cá nhân trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Cá nhân không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở và đất khác trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng đó tổ chức cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mà pháp luật không cho phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Điểm 1y, trường hợp phần diện tích tăng thêm do nhận chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận nhưng đến trước ngày 1 tháng 8 năm 2024 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho toàn bộ diện tích của thửa đất đang sử dụng. Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc chỉnh lý giấy chứng nhận của bên chuyển quyền sử dụng đất theo quy định. Điểm 2i trường hợp phần diện tích tăng thêm có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật đất đai năm 2024, thì loại đất diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, tài sản gắn liền với đất là toàn bộ thừa đất gốc và phần diện tích tăng thêm được xác định theo quy định tại Điều 141 Luật đất đai năm 2024. Trường hợp phần diện tích tăng thêm không thuộc quy định điểm 1y và 2y, nếu đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại các điều 138, 139 và 140 Luật Đất đai năm 2024 thì thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho toàn bộ diện tích thừa đất đang sử dụng loại đất diện tích để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được xác định đối với thửa đất gốc theo giấy chứng nhận đã được cấp và phần diện tích tăng thêm được xác định theo quy định tại các điều 138, 139 và 140 Luật Đất đai năm 2024. Trình tự thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với toàn bộ diện tích đất đang sử dụng được thực hiện theo quy định tại điều 37 Nghị định 101/2024 của Chính phủ. Người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp quy định trên không phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật chuyển mục đích sử dụng đất, hợp thửa đất đối với diện tích tăng thêm theo Điều 136 Luật đất đai năm 2024 quy định về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, tài sản gắn liền với đất, còn được gọi là sổ đỏ như sau. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu, tài sản gắn liền với đất, lần đầu đối với các trường hợp đăng ký lần đầu mà có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trường hợp quy định tại điểm B khoản 7 điều 219 Luật Đất đai năm 2024 được quy định như sau. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại các khoản 1, 2, 5, 6 và 7 điều 4 Luật Đất đai năm 2024. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai cung cấp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp quy định tại khoản này. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 4 Luật Đất đai năm 2024. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, xác nhận thay đổi đối với trường hợp đăng ký biến động được quy định như sau. Tổ chức đăng ký đất đai thực hiện cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức nước ngoài cá nhân nước ngoài chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai hoặc tổ chức đăng ký đất đai thực hiện cho người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là cá nhân cộng đồng dân cư người gốc việt nam định cư ở nước ngoài tổ chức đăng ký đất đai chi nhánh của tổ chức đăng ký đất đai được sử dụng con dấu của mình để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp. Việc đứng chính sổ đỏ khi có sai sót là rất quan trọng, không chỉ để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất mà còn góp phần vào sự minh bạch trong quản lý đất đai. Các quy định trong Luật Đất đai năm 2024 và nghị định hướng dẫn sẽ giúp quy trình này trở nên rõ ràng và hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch liên quan đến đất đai.